trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi, con nghe tiếng ngáy của ổng cô, con nghe tiếng ngáy của ổng cô. Ủa ha, mệt quá đó con. Chắc chạy đó, nhưng mà ổng ngáy lớn lắm cô, có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, kêu con quê lắm luôn. Dạ lâu bị đập dậy ạ. Con kêu ơi bóp cái lại hay là ngáy nhỏ đi chị. Ngày hôm nay mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nhỏ xíu vậy. Thôi đi cưng. Rồi, xin chào hai em. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ ông, đầu tiên thì con xin giới thiệu chào cô Hà Vân, chào chú Quốc Thuận và chào quý vị khán giả của chương trình. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Lê Vân. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992. Thua vợ con một tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng dạ, không? Dạ 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 đúng rồi chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau đoán đi nè. Ừ. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi Vợ Chồng Son hay coi bạn muốn hẹn hò gì đó, xong cái anh nhìn thấy có nghĩa là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé Vân Vân, thế là anh follow và follow sau đó thì ảnh cua con bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm, dạ không đúng lắm đó. Con kệ đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Thì là đồng nghiệp đúng không? Dạ đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành. Thì con phụ trách thành phố Hồ Chí Minh. Còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ định vị xe đó thì chồng con đem xe lên thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói tia là con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó anh tự nói luôn hả? Nói em ơi anh sau tia này ảnh mới à. Kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi, con có quan tâm tới ảnh. Dạ Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái, tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á là bọn em ở dưới tỉnh á và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ cũng khó gầm lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đổ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con á là hơi lai lai, kiểu cũng hơi lai lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng vậy rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để kèo mà dưới. Tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè. Đó. Là đổ trước nè, đúng không? Dạ không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê không con. Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá nên xinh là cũng mà cố thử là xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook rồi xin số điện thoại là cũng như là đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han cơ hội của mình là đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình? Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con thì chị tạo điều kiện là chị đặt một cái vé là xem kịch. Cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thật ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu mà tại chị ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông,
trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im im cho ông nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi. Thì kịch nó sẽ có những cái đoạn đó cô Vân, là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Con nghe tiếng ngáy của ổng cô, con nghe tiếng ngáy của ổng cô. Ủ ha, mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ổng ngáy lớn lắm cô, có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, kêu con quê lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi này là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao rồi con giật mình thức dậy? Dạ lâu bị đập dậy ạ. Con kêu ơi ngái lại hay là ngái nhỏ gì quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ. Và yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. À. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn thì đó. Con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. À. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. À. Dạ. Như vậy là xa, quá xa luôn. Dạ, trước vâng. Khi quen con á là ông này giống như là hả người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Ồ dạ. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì. Đúng rồi cô. Đó, đúng không? Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. À. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi, con gọi ổng khoảng 100 cuộc, ổng đâu có nghe. Con gọi số 9 ổng không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả, số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Hùng quay phim chứ không có để tên Hùng quay phim, để tên con. Thôi, ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ, bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có một gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay dạ. Lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà dạ, con vẫn là bỏ thì là... thương Vương thì tội đúng dạ, không? Vâng, đúng rồi. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó là... Anh kể khi... cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Tức cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Ừ. Con không nghe. Sau đó Vân gửi cho con một cái email. Thì viết là anh như thế là không được. Cái này dài lắm. Nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội. Chị bảo là thôi em đi ra đây. Gặp Vân nói chuyện một lần. Một là xác định là chia tay. Hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc và xác định với Vân. Như vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn à. À. Dạ mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng dạ ở đâu? Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng con không? Con không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không đâu? Hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười. Nhưng mà con không hiểu một cái gì hết. Kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn. Cười mồi đó. Ừ. Dạ, con cười hùa. Cái mọi người cười nhỏ, cái con cười nhỏ lại. Nhưng mà tối con hỏi lại, cái ảnh kể lại con cười lại lần nữa. Tại sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó. Có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn. Ví dụ như là cái trốt. Đâu là cái gì? Trốt. Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Là gì? Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trụ cùi. Trụ cùi? Trụ cùi. Cái chỗ cùi hả? Trụ cùi. Trụ cùi là cái chỗ cùi là cái cành sâu mông. Cùi tay này. Cùi tay hay sâu mông? Con tưởng là cái sâu mông nhưng mà nó là cái này nè. À cái cùi lói á. Dạ. Cái cùi lói á. Miền Tây này gọi là cùi chỏ. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều là dễ. Như vậy sau chuyến đi đó là về là
là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ, chuyến đi đó về thì con được cầu hôn là tầm khoảng nửa năm hơn, nửa năm. Dạ, hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ, sau năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi, tuổi rưỡi rồi. Rồi, bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi vợ chồng son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà dạch mặt cái người đối phương đó, đó. Con rất thích phần con này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ, con muốn vậy gì con trời ơi, chồng con có một cái tính đó là ảnh rất là thích nhậu, ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là hả? Tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á, ảnh cũng sẽ đi hết. Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với bốn phương là bạn. Và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức, cho nên là con hay quạo. Mà tính của ổng thì lại kiểu nhây lầy cực nhã cô chú. Không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông gì ổng chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết, cho nên là hả, có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Anh không nói cái ảnh tự stress, cái ảnh im im, cái ảnh con nói ảnh không có phản ứng. Mà con không thích vậy, có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây, ảnh con hỏi anh không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa, con tức quá con đập chén. Trời ơi, con hơi dữ một chút. Sao ảnh, sao ảnh hốt lên rồi đó. Quýnh luôn một cái bóp luôn. Còn có quýnh lại không? Dạ không. Khóc quá. Quýnh sao lại? Quýnh sao lại? Mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh. Là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi và ảnh bị sợ cái hành động đó, cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ. Dạ, bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa, có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá con khóc quá, mà con từ đó đến giờ là chưa ai đánh con hết. Con đập thêm cái nữa, con đập thêm cái nữa. Đập cái nữa. Khóc quá trời. Cái ảnh rén đỡ con lên hốt. Hốt xong chạy lại. Xin lỗi vợ đúng không? Dạ, xin lỗi vợ. Hết giận. Rồi đó là lần là nặng nhất. Nặng nhất. Đúng không? Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó. Thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. À, không tính nữa. Đã có cải thiện rồi. Dạ, rồi có cải thiện. Những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á. Có bày hài không? Có lượm thượm không? À, có một cái chuyện này. Có nghĩa là ảnh, cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm á thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con á là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nghĩa là ảnh ăn xong là ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, ảnh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong rồi ảnh nói không ăn xong làm sốc hông. Ổng hồ cả tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn cô. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Dạ. Cái này là chiêu á, cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như vậy. Chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ, vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì. Dạ, tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nghe. Dạ, vợ con chỉ nấu ăn xong, xong rồi là bát đũa là con rửa. Thứ hai là lau nhà, lúc nào là mặc định là con. Không bao giờ đổ rác, cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đéo. Rồi còn gì nữa? Cằn nhằn. Cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện, ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải, mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú. Có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu kiểu vậy. Ảnh không bao giờ nói trước á. Ổng nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5 rưỡi mới báo. Em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh liếc không kịp đúng không? Con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú. Cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi. Cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11:59 mở cửa. Đúng canh đúng bon 11:59 mở cửa. Có khi là ổng làm gì, ổng đứng ở ngoài đó ổng làm gì á. Đúng 11:59 mở cửa trong tức chơi. Em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều lúc tròn đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ tức một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi, cái bon một cái mở ra là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ tức á. Rồi sao, còn tật gì nữa không nè? Ghen sao này ghen. Dữ dội không? Ghen, cái vụ này ghen mà. Ghen ạ. Vừa rồi là con có nhắn tin trên Facebook á cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà người con gái. Cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà, bà cầm iPad, bà ấy đọc được là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi. Là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa.
Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không? Tại vì đây là con chú. Đó, để về gặp nó. Thế là về đến nhà, hùng hùng hồ bá làm ầm hết lên, bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê thì quê, lúc cảm giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ, con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn Ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh. Cái nồng độ HB hơi cao một tí. Tử đúng không? Dạ. Cho nên nó là cả có một khoảng thời gian anh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của anh nhiệt tình với anh thích. Mà anh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 3-4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á. Tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà anh nói ra thì anh cũng sẽ thoải mái hơn là anh để một mình. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ cần muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có càm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi, vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó, đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý. Mà nói ra bà cũng không hiểu, mà bà lại suy nghĩ hơn là nữa, xong là nên là thôi, thà một mình chịu đi. Để cho bà thoải mái thì bà còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó. Nhưng mà bây giờ á, mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không? Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết. Tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói là nếu mà chút xíu mà chồng có hơi bực bội hay là mặt chồng quậu quậu thì vợ đừng có nghĩ gì nha, là chồng đang bực cái việc cơ quan thôi. Dạ, ví dụ con chỉ cần như vậy thôi là đủ. Thôi chắc chắn là sau lần này với lời khuyên của cô Vân, chắc chắn là anh ấy sẽ thấu hiểu và sẽ có một sự thay đổi. Dạ. Con cảm ơn anh cô chú. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn hai con. À, anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong á em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Còn cái đó gằn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó rồi thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà đúng rồi. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà vô là vui à? Cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì cứ nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thật ra là. Chào anh chị. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thanh Trung và em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương và em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương, ông xã là 6 tuổi. Dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube thấy dễ thương quá. Em kêu chồng coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh đăng ký nha, là đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập là nói chuyện, xong rồi công lần này về cũng một hai ngày. Em về ngày hôm qua chủ nhật này em bay qua lại, thứ hai em phải đi làm rồi. Ồ trời, thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong á hai em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Cái rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chết cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm, để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Dạ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi, đó. Chính xác. Tức là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói, tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha.
Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp giờ. Hôm nay được tút thôi rồi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. À, cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Ồ, nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô sao? Chị em. Ồ, chị em hả? Dạ. Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa một chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá, mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu được. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? À, thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi, cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Ừ. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em rồi, có em cũng thấy thích em cũng định cua, nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi, có em lại ngồi ha, em lại chay tịnh một thời gian nữa, cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đã máy bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Bà giờ em đồng ý, ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi có em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị á, hay là mình hả quen nhau đi. Rồi có em thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Ừ, nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, tại vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. Với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất của trong nhà em á. Ồ, ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Rồi thêm chị họ lấy chồng nhỏ hơn 6 tuổi. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường, lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. À rồi bây giờ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi, dựa hoài chị ơi. Em với nhau nhõng nhẽo lắm, tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó, mấy chương trình này tiếng Việt thì ra nhân viên trong công ty không có biết thì cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện, thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi em nhõng nhẽo đi coi. Còn cái đó gằn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà đều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó rồi. Thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà đúng rồi. Vợ thương. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà vô là vui à. À cà vô mới vui à. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì cứ nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. Chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai, rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện, thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa, thì em mới ngồi ở cái ghế trước, rồi sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại, thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận y luôn, chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Sao em lại giận? Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên, cái đó là cái em không muốn. Em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả thôi anh không cần ngồi, thành thử hả khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được thực hiện. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. Ba lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dọn bước đi qua bên kia rồi, thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Cái đó gì đó đúng rồi, thành ra em mới thấy là thôi vậy thôi cứ ngồi xuống, xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có ông hả từ từ tối về nhà giải quyết.
Thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm gì? Trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Rồi mà yên mà mở mắt để đó thôi là chút xíu rồi ngủ. Rồi thì ngủ không được thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ không được thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em. Tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn mà. Mà hả, cái em muốn là hả, bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao, có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không? Không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là ngồi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ không còn cái nào xấu nữa quá rồi đó phải không? À thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu là thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ, vợ khóa cửa chưa? Rồi chắc không? Chắc. Bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á, nó không thể hiện được cái sự tự tin. Khi nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không ra kiểm tra. Nhưng mà chưa tự tin không thể mà kiểm tra bình thường là khóa rồi. Tốn công là đang thư thư ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại là em chưa. Cẩn thận. Dạ đúng cẩn thận. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Dạ. Đúng không? Ừ. Lúc nào được cũng không? bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nữa được không? Được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé mà... vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nó ngủ ngủ. Dạ, kêu vợ được rồi, vợ được rồi. Kêu vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bầu đồng tuổi với nhau thì dạ, chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì rồi, chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó. Nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi đúng không? Rồi, muốn lợi dụng chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm quá nảy nọ lại. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung? Về phía em. Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chờ hỏi câu tế nhị chút nha. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ cũng không đến nỗi là, nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không ai không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Trời em hy vọng là có cuộc điện thoại gọi hoài mà anh không chịu bắt máy. Anh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cái bỏ vô túi cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt anh ơi, tại sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy. Là em nghi rồi. Cũng có cản từ đầu. Nhưng mà từ khi mà em có em bé á thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Cầm gì theo không? Vậy? Cuốn album cưới chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị xung nằm quanh trong cuốn album này. Thôi bây giờ trước tiên mà hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Minh Thái, năm nay 27 tuổi. Em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Còn em là? Em là Trăng Thị Như Ý ạ. Em là 29 tuổi. Em là giáo viên mầm non. Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi. Dạ. Ôi vậy sao thế vợ trẻ dữ vậy? Người ta nói một câu là nhất trai lớn 1, nhì gái lớn 2, đúng không? Chắc chắn hai bạn có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Khoan đã, để em để lên không? Đây đi. Thôi đây anh cầm nhé.
Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây hơn 10 năm thì lúc đó em 16 tuổi á. Thì trong cái dịp Tết em với một người bạn đi chơi vào tiệm net. Vợ em lúc đó mới đi chơi về là mở cửa bước vô là em giật mình là nguyên con búp bê đập vô mặt luôn. Wow. Dạ, người mà có khúc à, mà trắng tươi, tóc vàng nữa. Dạ, em cũng thấy ấn tượng. Thì lúc đó vợ em ngồi check email. Em liếc qua em thấy cái email của vợ em. Hôm sau em viết mail làm quen. Rồi Nhí có trả lời lại liền không? Khoảng 2 tuần lận ạ. Rồi trả lời dài không? Dạ thì cũng họ tên rồi tuổi rồi thôi. Thì ảnh sau đó là ảnh trả lời liền với em luôn là ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Ảnh nói dối, anh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Rồi một ngày đó thì ảnh mới chết mail là ảnh nói à thôi giờ mình gặp nhau đi. Ấn tượng đầu tiên của em rất là đơn giản. Ảnh xấu quá, đen thui mà ốm nhom nhắt rồi. Khi mà em biết chồng em lúc đó nhỏ hơn em 1 tuổi không? Đúng không? Dạ. 2 tuổi nhưng mà nó xạo. Nhưng mà sao? Dạ nó xạo là. Đến khi nào thì em mới biết là đến khi mà em chia tay bạn trai em quen với ảnh chính thức luôn, ảnh mới nói là thật ra anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi mà. Lúc đó em cũng thôi kệ, giờ lớn 2 tuổi không có sơ muối gì được thì mình làm bạn. Thôi không. Coi như là quen cái là phải tính chuyện sơ muối liền đó em. Còn đến khi nào thì em mới chia tay bạn trai của em để mà em quen với. Thì lúc đó là em đi du lịch với gia đình mà em cứ nhớ về anh này hoài à. Mà lại em không nhớ tới bạn trai của mình mà em cũng không muốn mình mang tiếng là bắt cá nữa. Nên em quyết định đó là về là chấm dứt với ảnh liền luôn. Là em quen chính thức với anh này luôn. Em là đây là mối tình đầu của em. Dạ. Mối tình cuối. Dạ cũng là tình cuối. Rồi cái có mối tình giữa không? Dạ nhiều. Tụi em quen được khoảng 10 năm thì tụi em chia tay tới 4-5 lần lận. Lý do là ảnh lăng nhăng ở dưới quê thì không có gì, nhưng mà khi mà đi lên Sài Gòn học đại học thì lên trên này là mỗi lần ảnh thay đổi môi trường sống là ảnh lại quen một cô. Ủa nhưng mà mỗi lần em say nắng một cô như vậy á thì là làm chia sao mà em biết đó. Được chia tay một lần đó. Lần đầu tiên á Tết ảnh về quê em với ảnh đi xem phim, có cuộc điện thoại gọi hoài mà ảnh không chịu bắt máy. Ảnh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cánh bỏ vô túi, cái em để ý mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt ảnh, anh nói tại sao tao điện không bắt máy đi, thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy là em nghi rồi. Rồi sau đó một khoảng chừng 2-3 tuần gì đó thì em mới quyết định em lên Sài Gòn thăm ảnh. Thì khi lên thăm rồi em mới biết cô đó là sát phòng trọ của ảnh. Là lúc đó em làm đung đung lên rồi em chia tay. Xong rồi bắt chở ra bến xe về liền. Trời ơi, chở bến xe khóc dữ lắm anh chị ơi. Khóc như mưa vậy á. Em khóc tới nỗi mà cái gì ngồi kế bên anh, ủa sao nó khóc dữ vậy con. Rồi em có chặn lòng không? Dạ không, em không cần. Là sao em dứt khoát sao không cần, sao giờ lấy người ta. Thì một thời gian sau cái ảnh lại quay đầu về quê. Bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. Lết về dưới năn nỉ biết bao nhiêu luôn. Em mới chấp nhận cho quen lại. Coi như hết 4-5 lần vậy cũng hại não dữ à. Dạ cũng hại não. Ủa em, thì tại sao em không lên Sài Gòn luôn giữ bồ mình? Sao chứ nó em đã đi học ra trường rồi. Ảnh cũng ra trường rồi, có công ăn việc làm ổn định. Thế là em đã lên quyết định em lên chợ em lập nghiệp luôn. Lên Sài Gòn thì hai đứa ở đâu? Mới đầu thì vợ em á là ở cạnh cái phòng trọ của em. Nhưng mà sau này khoảng 1 năm thì hai đứa dọn về ở chung. Chị, ba mẹ biết không? Dạ không, tại vì thực ra là chuyện tình cảm của hai vợ chồng em á, gia đình em nhất quyết không chịu. Thế mà gia đình em đã có một cái ấn tượng xấu vợ em ngay từ lúc đầu rồi. Em nói cỡ nào nó cũng không chấp nhận. Tại sao? Thứ nhất là hơn tuổi, cái thứ hai nữa em người nam, gia đình ảnh người bắc là không thích lấy gái nam. Rồi một phần nữa tóc của em nó em nhuộm á chị, màu vàng á. Búp bê đó, búp bê dạ, đó. Người ta hơn với người lớn á thì người ta không thích, nói là em như là dân chơi vậy đó, người không thích. Cái cách mà em thuyết phục ba mẹ em á để đồng ý bằng cách nào? Thuyết phục không thành công. Em là quê ở ngoài Bắc rồi đúng không? Dạ, gốc ở ngoài Bắc. Có nghĩa là bà con vẫn còn ngoài đó. Dạ, dạ, ngoài vậy em trước khi đám cưới á em có dẫn vợ em ra ngoài đó không? Dạ có. Gặp bà con họ hàng thì cái cảm nhận đối với vợ bạn như thế nào? Đợt đó Tết em dắt về rồi xong rồi gặp các bác với bà nội rồi em cho vợ em tiếp xúc thì các bác thấy là thật ra con bé này đâu có tệ thì cũng có tác động. Thì có hiệu quả không? Kinh nghiệm sống em không có, xử lý em không biết nữa. Mà em cứ nói là mẹ em bàn ra, mẹ em phản đối. Lúc đó em tự ái mà tính em với mẹ em giống nhau nữa, không ai nghe ai hết. Rồi cuối cùng là tụi em xử lý cái chuyện tình cảm tụi em như thế nào? Chúng em sống thử với nhau khoảng 1 năm thì tụi em cảm thấy rất là hợp. Tụi em quyết định là đi đăng ký kết hôn. Cách đây mấy năm? Khoảng hơn 2 năm. Sau khi đăng ký kết hôn 6 tháng á, thì tụi em có tổ chức một cái tiệc chỉ có bạn bè, anh em, đồng nghiệp chứ không có gia đình hai bên. Bao lâu thì gia đình biết chuyện này? Một người bạn á đi đám cưới của em chụp hình lại đăng lên Facebook. Thì bạn của mẹ ảnh á lên Facebook nhìn á là phát hiện được, đưa in hình đem cho mẹ coi. Và mẹ điện lên, mẹ hỏi là con có làm gì mà giấu da giấu mẹ không? Con đâu có làm gì đâu. Em chối vậy lắm. Xong rồi lúc đó mẹ em cũng chưa nói là có hình có gì hết trơn á.
Dạ xong rồi hết mẹ điện, xong tới cha điện. Chối thì cha mới nói là cha biết hết rồi. Là do là lúc đó cha em lên chơi với em thì hai cha con có đi xe đi công chuyện. Thì lúc đó em vô em mua đồ, cha em ở ngoài. Vô tình cha em mở cốp xe ra thì mới phát hiện là những cái thiệp cưới mà chưa kịp gửi á. Chồng mở ra thấy tên em với tên vợ em. Mà không nói liền, không nói gì hết. Lặng lẽ cứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà xong rồi cái lúc đó điện là bắt em về quê liền. Thôi khi tụi em về, em thừa nhận với cha mẹ là như vậy rồi. Thì vợ em với em thì cũng cảm giác là cũng tuổi thân lắm. Thì cũng động viên nhau là thôi bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì mình cố gắng. Mình sống thật là tốt, hòa thuận hiếu thảo gì đó. Sống hạnh phúc để cho cha mẹ thương. Sau đó thì tụi em có em bé. Thì dần cái mẹ em cũng xui. Thì cho cơ hội cho hai vợ chồng về để xin lỗi và xin cha mẹ tha thứ. Còn bên gia đình em là có cản từ đầu không? Cũng có cản từ đầu. Nhưng mà từ khi mà em có em bé thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Lúc đó là con có anh Bùm này chưa? Dạ có rồi, dạ. Anh Bùm đó là tụi em. Anh Bùm này là đám cưới đợt đầu á. Dạ cái này là do dạ, tụi em tự làm. Em coi cái coi. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao em cứ phải chối với ba mẹ làm gì? Cái đó là cũng là do một phần là ở em nữa. Là ngay từ lúc đầu em không có dũng cảm, không có cương quyết đó. Dạ. Theo chị nghĩ nếu như lúc đó nói thẳng mọi việc ra thì chị nghĩ nó không đến cái mức mà để lâu như vậy. Nhưng mà giờ cũng qua rồi đúng không? Cha mẹ chấp nhận thì cũng mới làm đám đây hồi tháng 3. Ngày dạ. Đám đó là đám ra mắt hai họ. Dạ là có cả hai họ. Bây giờ là hai vợ chồng á, là cuộc sống bây giờ là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ. Được sự chấp thuận của cả hai gia đình hai bên. Nhưng mà riêng cuộc sống của các bạn thì sao? Khi mà lấy nhau rồi, vượt qua bao nhiêu mọi trở ngại rồi thì cuộc sống hiện tại bây giờ sao? Có những cái vỡ òa về nhau không? Ê con vợ em có cái gì thay đổi không? Đó là ghen, như là kiểm soát dữ lắm. Gái nhắn tin là bắt đầu là hỏi ai đây, tên tuổi, làm gì trong công ty. Điện thoại cho người quen trong công ty hỏi anh kiểm tra giùm em là hả, có phải là cô này tên này, này ngồi chỗ này rồi hả, quen gì với chồng em không? Dạ em cũng kiểm soát thời gian em dữ lắm. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bao điện. 5 phút gọi một lần, 5 phút gọi một lần. Các em trả lời là anh đang về. Đang về sao không có tiếng xe? Nhiều khi em lén thêm ra em để máy xe, em để điện thoại đó, xe đó nghe đi. Có thấy bất ngờ về chồng em điều gì? Mất cái tính là nóng tính dữ lắm chị. Thương thì thương con lắm nghe, mà con liền chút xíu mà điên lên là đánh thằng nhỏ, nhốt thằng nhỏ. Đánh đánh sao? Đá vô mặt không à. Trời đất ơi. Dạ. Hư quá vậy. Chị thấy vậy nè, vấn đề mà đánh em bé là chị khẩn thiết yêu cầu em là dừng lại. Còn những cái điều mà chồng em yêu cầu em là đúng chứ không phải là sai đâu. Chị biết là vì chồng mình đã có những cái dớp mà trong quá khứ mình biết rồi, nhưng mình cứ suy diễn ra đó. Nhưng mà theo chị thì nên bớt cái đó đi. Bởi vì á, một người con trai 16 tuổi bây giờ đến người đàn ông là 27 rồi, cái nhận thức cũng sẽ khác đi. Vô tình nếu mà mình cứ tiếp tục mình giữ như vậy á, thì sẽ tạo cho anh ấy một thói quen là thủ thế, lúc nào cũng phải nói dối. Vậy chi cho nó mệt mỏi mình, đúng không? Còn những cái điều mà vợ em yêu cầu em á, chị thấy mình cũng nên sửa. Vậy mình nóng tính quá cũng không nên. Và phải chân thật trong mọi trường hợp với vợ, tạo cho vợ cái niềm tin ở mình nhé. Cùng thay đổi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Để tóc dài, một cái áo khoác, một điếu thuốc. Thấy rồi, mỗi người lãng tử. Trời ơi, đẹp trai nữa. Chậm một cái áo khoác măng tô á, đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Vợ xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á. Trang điểm cũng kỹ, dáng cũng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác mà ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ em đổ liền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, chào hai bạn. Oh. Ủa ai là người còn chơi gấu bông vậy? Dạ em. Em nó gắn liền với lại một cái kỷ niệm rất là đẹp của vợ chồng em. Vậy à? Vậy đó hả? Chắc chắn là một chút nữa hai bạn này sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất thú vị về chú chó bông này. Bây giờ trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Phú Huy, em làm ở một bộ phận kinh doanh của một công ty. Em năm nay 31 tuổi. Và đây là bà xã của em. Em là Trần Nguyễn Ngọc Hạnh, em cũng 31 tuổi. Hai vợ chồng em là đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Em và ông xã em á có học với nhau từ năm lớp
lớp 8. Sau đó thì ông xã em chuyển trường bẵng đi 11 năm á. Trong một lần em lên trên mạng Yahoo á, thì tự nhiên em thấy cái avatar của anh chàng này sáng lên. Em nhảy vào em chat trước. Thời lúc đó em sao? Nói chung là hồi xưa đi học thì cũng chẳng ấn tượng gì với nhau. Cô bé dưới một chàng trai không được như bây giờ đâu. Wow. Lúc đó là tóc ngắn giống như chưa dậy thì đó. Sau này mà khi mà chat nhảy qua chat em là nhảy lên cái avatar thì là thấy một cô bé khuôn mặt Hàn Quốc, có mặt là hơi hô một chút. Dạ. Trời ơi, gu Hàn Quốc mặt hô một chút à. Mà lúc đó là tụi em ở Đà Lạt hay là tụi em đã về Sài Gòn rồi? Thì lúc đó thì em về Sài Gòn làm. Thì ông xã em học xong đại học ở đây thì lại về, trở về lại Đà Lạt làm trên đó. Vậy làm sao mà gặp được nhau ta? Sau đó một thời gian á, thì nhân dịp lễ thì em về Đà Lạt để thăm bố mẹ. Em cũng có nói với anh chàng này là em về vậy đó. Không ngờ thì anh chàng này chủ động nói là thôi để Huy đi đón Hạnh. Em nghĩ thì chắc cũng nói vậy thôi chứ ai mà tự nhiên đi đón mình như vậy. Lên tới Đà Lạt thì cũng gần 12 giờ khuya á, thì anh chàng này đứng sẵn ở bến xe đợi mình rồi. Và em nhìn xuống xe nói ôi trời ơi, nó khác xe so với lại với cái hình ở trên avatar. Để tóc dài, một cái áo khoác, một điếu thuốc, thấy là rất là lãng tử. Trời ơi, mà đẹp trai nữa. Có đội nón không? Dạ không, lúc đó chưa có đội nón bảo hiểm. Tóc dài chị ta. Dài mà hút dài hút điếu thuốc nữa. Ai cha. Trời ơi, mặc ba đờ suy hay là mặc đồ vest? Chậm một cái áo khoác mang tô đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Yeah. Em gặp vợ em ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Vợ xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á, trang điểm cũng kỹ, dáng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác mà ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ, em đổ liền. Sau đó là gặp nhau uống cà phê, rồi vợ em lại đi xuống thành phố làm. Khoảng là chắc nửa năm sau á, dạ, là em bắt đầu em lên một kế hoạch là sẽ tán cô bé này. Thế là em đi xuống thành phố. Nhưng cái dịp đó là dịp trung thu á. Cái bữa tối đó sau giờ làm nhận điện thoại của anh này, nói thôi Huy qua nhà Hạnh ăn trung thu nha. Thấy anh này ba lô lỉnh kỉnh, nào rượu nào ly rồi bông hồng đỏ tới. Hai đứa cũng nói chuyện, uống rượu vang, ngắm bông hồng rồi ăn bánh trung thu. Xong đâu đó hết rồi thì tự nhiên mình thấy anh chàng này đứng dậy đi lại chỗ cái ba lô. Thì mình nghĩ là thôi là chuẩn bị về. Tự nhiên rút ra cái bông này, nói là Hạnh làm bạn gái của Huy nhé. Wow. Sau đó là hai đứa là chính thức là tình yêu với nhau. Xong cũng vì là quá, em mới thấy là bên Adphone có cái dịch vụ là gọi miễn phí với nhau. Thế là em mua điện thoại cọc, gửi xuống cho cô bé này một cái, em một cái. Thế là cứ gọi miệng với nhau suốt thôi. Sáng mở mắt dậy là đã nghe điện thoại. Nghỉ trưa là cũng không được nghỉ trưa, cũng phải nói chuyện điện thoại. Về tới nhà là bắt đầu là buông điện thoại tiếp, nói tới khi ngủ luôn. Là ai ngủ trước thì người kia nghe đến mấy mẹ tới sáng luôn. Yêu qua điện thoại, tâm sự qua điện thoại, thậm chí là ghen tuông qua điện thoại luôn, đúng không? Mà ghen tuông qua điện thoại thì ghen sao ta? Mà em thì nóng tính lắm, cứ mà bực mình là rầm một cái là em quăng thôi. Quăng luôn. Quăng luôn chị, khoảng 5-6 cái điện thoại. Rồi lúc đó khi mà chồng nổi nóng vậy thì em có bùng lại không? Mặc dù tính em rất là nóng nhưng mà em cũng nhún nhường, em cũng chịu đựng lắm. Quen nhau một thời gian vậy thì cũng có những cái lúc mà đỉnh điểm. Cái bữa tối đó thì em đi làm về lại không thấy anh chàng này gọi cho em nữa. Gọi điện thoại về nhà cũng không bắt máy, em mới thấy ngạc nhiên. Nó không biết là tại sao lại như vậy. Ngồi vô tình lên mạng coi thử anh chàng này có online không. Khi mà em mở mail ra thì em lại nhận được một cái lá thư kèm theo một cái bài hát là bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Em bật cái bài hát đó lên trước. Một cái bài rất là buồn, rất là thê thảm. Bắt đầu em đọc thư là nước mắt em nó lã chả. Em khóc nguyên một đêm. Anh chàng này là muốn chia tay. Không cho em biết một cái lý do rõ ràng là đêm hôm đó là em suy nghĩ. Xong rồi cái ngày hôm sau là em lên xe em về Đà Lạt luôn. Trên chuyến xe đó là em hạ quyết tâm. Một là em phải làm rõ ràng là tại sao lại chia tay với em, trong khi em không có lỗi gì hết. Cái thứ hai, nếu như mà anh chàng này muốn làm Chiếc Lá Cuối Cùng thì em sẽ cho anh ấy biết rằng anh ấy sẽ là chiếc lá cuối cùng của em chứ không phải là của ai. Đó, ghê chưa? Rồi bây giờ hỏi, em lý do gì sao em muốn chia tay? Sao mà cắt lòng, ít gặp nhau, rồi cuối tuần tình nhân đi chơi mình thì chỉ qua điện thoại thôi. Em thì có hai đứa em. Em thì nghĩ thôi lo cho nó đi, rồi nghĩ tới chuyện bồ bịch lấy vợ sau. Em mới suy nghĩ đắn đo, em viết thư chia tay. Hôm sau em đi làm về, mở cửa thích ngồi với bố mẹ. Thế là em sợ quá đâu có dám mà nói đâu. Nắm tay kéo ra quán cà phê liền. Tới thẳng nhà dạ, của anh ấy bắt sống luôn. Rồi đi ra quán cà phê nói gì? Đầu tiên là khóc đã. Khóc quá trời khóc xong rồi tại sao lại chia tay. Em mới đưa những lý do đó, còn hai đứa em thôi ráng cho nó học đại học xong đi rồi quen. Xong rồi vợ mới nói em là vậy thì bây giờ thì chia sẻ bớt
rồi sẽ chăm lo luôn cho. Thì mình nghĩ là khi mình chia sẻ như vậy thì người ta sẽ hiểu được cái sự chân thật của mình với lại em, và cảm thấy là giống như là một nửa của cuộc đời mình vậy á, nên là mình không thể để mất được. Rồi vì lúc đó phải thừa thắng xông lên, mình phải cầu hôn chứ đúng không? Sau đó là em bắt đầu xin lỗi. Rồi sau đó em lại tìm cách thôi mình bắt đầu mình cầu hôn đi. Dạ, thế là cứ để cho đi về Sài Gòn. Là em đi xuống heo, bắt đầu em nhắc lên cầu. Dạ, nói về chuyện cái cầu. Thì bữa đó sau khi đi làm về thì anh chàng này mới chở em đi vòng vòng chơi. Thì ngay lên trên cầu Thị Nghè á, tự nhiên thắng cái kít lại, quay ngược lại ôm em. Không cái chốc là em rất là ngỡ ngàng, không biết tại sao tự nhiên lại giữa đường giữa giá lại hôn em như vậy. Rồi lại hỏi em một câu là trả lời đi. Ý sao mà em lại bắt trả lời một cái câu mà chưa có câu hỏi? Đúng rồi. Thông thường á là mấy đứa bạn kêu nhau là bây giờ tán cô này thì cầu hôn như thế nào, là cứ mỗi đứa kêu thôi giờ tao dắt vô trong toilet, tao hôn cô ta một cái. Đó, vô toilet là cầu, bây giờ hôn là cầu hết. Thì em thấy cũng hay, thôi mình nhẹ nhàng đi, dắt lên cầu cũng hôn, xem như là mình cầu hôn, xem thử là cô ta trả lời sao. Trời ơi, sao đó em có hiểu không? Sợ em cũng không có hiểu. Thì đến cái lần cầu hôn thứ hai, đêm giao thừa, thì ông xã em mới rủ em đi lên trên đồi Vinh 2 á. Lúc đó đúng 12 giờ thì pháo hoa nổ lên. Thì anh chàng này mới vòng tay qua ôm em, hôn vào má và hỏi em rằng là đồng ý làm vợ anh nhé. Lúc đó với cái khung cảnh lãng mạn như vậy, mình gục ngã luôn. Không thể nào mà từ chối được đúng không? Dạ. Bao lâu á em xuống dưới Sài Gòn với vợ? Thì lấy nhau rồi á, gần 1 năm sau em mới đi. Vậy đó hả? Có nghĩa là 1 năm là lấy rồi, sau đó mới là sum họp. Thì các bạn còn khám phá được những cái gì mà quyền bí của nhau không? Chị Dân dùng cái từ quyền bí nghe ghê quá. Là có những cái gì mà bạn cảm thấy bất ngờ ở chồng bạn mà cũng như bà ngược lại? Quen nhau thì em hay giận dỗi, em rất là cọc cằn. Lấy nhau về là vợ em là từ một con mèo nhỏ xíu thôi, bây giờ là một con sư tử. Đúng rồi, 180 độ đó. Thay đổi cực kỳ, coi như là kiểm soát hoàn toàn em. Làm gì cũng phải báo. Bây giờ tại sao lại ghen dữ dội vậy? Từ con mèo mà biến thành sư tử. Khi mình thả con tép á, mình bắt được con tôm rồi á, thì mình phải đổi thế chủ động. Mình phải nắm quyền, mình phải kiểm soát hết. Tức là bây giờ tình trạng hôn nhân là bây giờ giống như là nguyệt thực á. Mặt trăng mặt trời, trời. Trước khi mà lấy nhau á, thì em đọc điện thoại. Sau khi lấy nhau là vợ em lại đập điện thoại. Không, bao nhiêu cái rồi em? Dạ không, có một cái thôi. Lý do là cũng 10 giờ đêm rồi á, thì tự nhiên em thấy điện thoại anh này có tin nhắn. Nội dung tin nhắn là anh Huy ơi chấm 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 gì đó. Là bắt đầu em sôi máu lên. Là em phang luôn. Em đập cái rầm. Sau đó có những cái quy định không? Em không đặt ra quy định. Nhưng mà coi như là em thầm hiểu luôn. Cứ 5 giờ, một là thắng máy. Hai á là các nhân viên đừng gọi cho tôi. Và cái vấn đề mà nhân viên nữ là người khác làm luôn. Em chỉ làm việc với nam thôi. Tụi em kết hôn được mấy năm rồi ta? Gần 4 năm. Thì thật sự là những cái tính xấu thì cũng đã biết về nhau rồi. Nhưng mà sau khi mà có em bé thì em không nghĩ rằng cái tính gia trưởng với lại cái kỹ tính cọc cằn của cả em đến mức độ mà nó cao trào như vậy. Ví dụ như tắm cho con á là nước phải nhiệt độ như thế nào. Em làm mà không vừa ý ổng á là ổng nói thôi để tôi tắm con. Xong là em mới buồn quá, thôi em đi ra em rửa chén. Không được rửa chén chị, tại vì khi mà rửa chén như vậy là ảnh hưởng cái nhiệt độ nước nóng con đó. Đến khi sấy tóc con cũng vậy, phải sấy vừa chế độ nóng vừa chế độ lạnh để nó bảo hòa. Hàng loạt những cái quy định em cũng rất là bực bội. Em có mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì không? Em cũng mong muốn ông xã em bớt cái kỹ tính đi, bớt gia trưởng. Rồi về cái giờ giấc á, đối với em cái bữa cơm thì rất là quan trọng. Thường em đi làm về thì em vẫn cố gắng em nấu cơm đợi chồng về, ví dụ như chồng về trễ thì em vẫn cố gắng em đợi. Nên là nói với em là 7 giờ về thì 7 giờ về, có nói sớm hơn rồi lại về trễ hơn. Vậy thì còn em có những cái gì cần vợ em thay đổi? Em cũng là chia sẻ với vợ em, công việc rất là căng thẳng, em không thể về sớm được. Thì cũng mong muốn là vợ hiểu về cái công việc của chồng, phải nhỏ nhẹ nhàng với chồng chứ đừng nóng tính nữa. Theo chị thấy như vậy nè, mỗi người đều có một cái mà cần phải thay đổi đó. Thì bây giờ chị nghĩ như vậy nè, trình độ của tụi em cũng giống như cái công việc của tụi em, cái tuổi tác của tụi em đủ để hiểu được rằng á, sau cái buổi này nên như thế nào để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Sẵn hai vợ chồng đây bữa nay tâm sự hết như vậy nè, tự hứa với nhau đi. Đúng không? Mọi người thấy có nên là như vậy có không? Có là hứa không? Tay. Chứ giờ vợ phải luôn hiểu rằng là đối với chồng là vợ với con là quan trọng nhất. Về phần em thì em sẽ cố gắng tiết chế cái tính ngông cuồng của mình hơn, tin tưởng anh hơn, không có kiểm soát anh nữa để cho mà anh yên tâm công tác. Trời ơi, ôm cái đi, ôm cái đi. Ôm cái đi. Cảm ơn hai bạn. Đi
cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô, thì kêu hai ly nước rồi ảnh uống hết ly nước của ảnh. Anh không mời em cái uống xong rồi quay qua thấy anh đang ngồi ngủ. Trời ơi, ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ thì nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Em cũng nói với ảnh lộn về cha nói gì đó gì không cho quen nữa. Vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. À, cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi. Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, cưng vợ quá à, sợ vợ té hay sao vậy? Tôi nhìn thấy chú rể, tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À, nếu tôi đoán không làm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng. Đúng. Chính xác. Trời ơi, thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi. Ờ, rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? À, đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân đó dài là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không ấn tượng ảnh gì hết đó, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng, nên thấy không có gì để ấn tượng nên ảnh mời vô ghế ngồi, nên em cũng ủa ủa em đang né 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 cái chữ đầu tiên nghe hói hói né 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 tại vì nó sao gặp anh này có vẻ như tìm gặp anh đâu rồi, hình như là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Anh xin số điện thoại em phải nói là 3 lần, lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là ừ thằng này nó cũng tốt lắm con, nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Trong cái đám cưới đó luôn? Dạ đúng rồi. Trong thời gian đầu lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, thì em cũng bắt máy lên, thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi anh lộn số rồi, cúp máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ? Phải kiên trì. Tự vì á là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. À, có nghĩa là bạn đang xe ke đúng không? Đừng... Sáng thì em nhận được một tin nhắn, thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy, mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là đêm qua có thằng nào nó khùng khùng sao á, 2 giờ sáng nó gọi điện thoại nó khóa máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta thứ mai hết. Anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gọi đợi điện thoại của ảnh cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng gọi cho em xíu. Trời ơi, 2-3 sáng gọi chi mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy? Giờ đi làm ban đêm. Có nghĩa là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Và ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi, rồi mất công đi với ảnh tôi nói cho ảnh biết để tối anh hỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá, em đi cho rồi đó. Vô cà phê ổng làm gì? Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô, thì kêu hai ly nước rồi ảnh ngồi uống hết ly nước của anh không có mời em. Cái uống xong rồi quay qua thấy anh đang ngồi ngủ. Ngồi ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ rồi nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Rồi tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm hả ông đấy? Ừ cũng hơi chán chán. Ông công nhận thật tình thiệt. Nói thẳng luôn vậy đó. Lúc em nghĩ sao?
Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ, kỳ kỳ. Nếu mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề, có cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê, yêu không? Hả? Dạ không, cũng không đến nỗi vậy. Anh mới nói là ủa anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là vậy chứ hai người có cái gì chưa, có tiếng xa hơn chưa, nói đi để có gì anh biết, để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh, không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Không, nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường, để mình còn phải là rút đúng không? Rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì đến cũng... 6 tháng anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới, nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á, nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa, vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi, cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Xong cái em mới nói là anh mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ổng về cái qua ngày sau, cái ổng gọi điện thoại cho em. Cái ổng kêu là ồ em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á, là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân, đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là không sao? Hiểu sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thuận? Đánh nguội. Nháo là em đánh hơn vậy. Trời. Đúng rồi. Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm. À. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống hai tầng. Văng xuống tầng. Cầu thang. Trời đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội là sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó canh phận quá. Đứng lên. Thử đứng lên đi. Đứng lên đi. Trời ơi, vợ nó chủ động nhiều quá hay rồi đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đúng rồi. Vậy? Đâu đánh người sao đâu. Vụ gì đang đứng vậy? Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cũng cực khổ về bị quýnh nguội hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống rồi. Dạ ổng ngồi đó xong ổng mở cửa kia. Em ơi mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mặt hai cái. Xong cái ổng vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn. Là không còn đánh chồng trong lúc mà chồng cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính, nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh thấy em không kỹ à. Giống như em rửa chén xong cái anh kêu em mở đèn lên coi chén còn dơ không, cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén, cái anh kêu nè anh chia vô tay nó còn dầu này rửa lại đi, cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói với em lau nhà xong cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không mà, cái ảnh lại cái ảnh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa. Phơi đồ cái em lấy em phơi đồ, em giặt đồ xem phơi, cái ảnh kêu thôi được rồi đưa đây để anh phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng, không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Là từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục, ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em giữa chén dơ. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Lúc đầu là ảnh xin xuống thằng bạn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trân mật ở đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu? Ảnh kêu đi cái gì? Trời ơi, giờ đi tốn tiền tốn kém chẳng được gì hết trơn, mệt người thêm. Ở nhà cháu khỏe. Có khi nào là tiết kiệm không?
Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩa là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn, ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, anh kêu em đi ăn cái này nha, mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả, này cho con em, cái anh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa, đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng vậy đó. Ồ rồi đúng không vậy, sao cười tủm tỉm vậy ông? không có đúng lắm thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo, giày dép gì đó thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí. Lãng phí đúng không? Tức là trong đầu em là em nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? À, một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì hoa gì đâu. Một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần? Thì thường thì tặng với một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. À, tức là một năm là một lần thôi. Trong khi là một nhiều năm là chúng ta có quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? Đó, 20 tháng 10 nữa. Rồi 20 tháng 10 bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi, chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không? Cũng từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật thôi, còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho đó, em nè. Deal đó, deal. Bây giờ 3 lần qua, trong 1 năm đó. Em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi 3 đi, 3 đi, cái đó tăng là 5 đó, tăng là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. 3 lần đi. Đủ đúng không? Đó, còn em á, một tuần được 1 ngày nhậu. Một tuần được ngày nhậu chứ anh nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh Đồng cười không? Được. Được phải không? Yeah. Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó mới là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát đó. Đúng không em? Thôi hai người phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi bây giờ phải ôm đó. Mới được, mới quề được đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, siết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình cảm. Đó, đạp. Mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Mày nói không có ôm. Trời ơi, đau quá. Đau quá. Nãy anh đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Đó. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Em cái quy trình của em thì nó em thay đổi mới ra được. Là phải gọi đầu, phải gọi 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, chà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm một tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Cặp yêu đen tha thiết. Mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy? Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. À, nhìn cô dâu có cái nét gì rất là quyền bí, giống như là một cô gái Ấn Độ vậy đó. Bạn giới thiệu cho mình đi. Dạ, dạ em tên là Nguyễn Minh Triết ạ. Em năm nay 31 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì em 31 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn em quá trẻ so với cái số tuổi vậy đúng không? Nhưng mà nhìn tưởng 21 tuổi không à. Trời ơi, trong khi anh Thuận đây nè, 29 tuổi mà nhìn giống như là 49 vậy đó à. Em à, dạ em là Lê Thụy Quỳnh Như. Em năm nay em 27 tuổi. Tụi em kết hôn được 7 tháng thôi. 7 tháng. Dạ, vậy là đúng là vợ chồng son rồi. À, sao hai bạn quen nhau sao? Dạ, em với lại anh Triết gặp nhau lần đầu tiên là trong một bữa sinh nhật của bạn thân của em. Thì năm nào em cũng tặng quà hết rồi. Thì cái năm sinh nhật đó em quyết định là em nấu vài món em tặng cho bạn em. Tức là em tặng cái món đó cho bạn của em? Dạ, em dạ. Cho bạn em đãi sinh nhật luôn. Thì hôm đó ai cũng chê hết, nhưng mà có một mình anh Triết là dạ, tại vì khẩu vị của em là ăn thích ăn mặn. À, hôm nay em ăn cái thấy ngon, khen. Ồ vậy đó hả? Có dạ. Nghĩa là ai cũng chê có mình Triết. Dạ đúng. Nhưng mà ngon thiệt. Dạ, thiệt tình luôn á hả? Thiệt tình, thiệt tình. Mọi người nghe duyên tiền định nữa rồi. Rồi thấy một người đàn ông mà khen cái món ăn của mình vậy đúng đó. Em nghĩ trong bụng chắc xạo, chả bộ nịnh vậy thôi. Tại vì thực sự bữa đó là em là khách mời không chính thức. Một người bạn dẫn em tới chơi thôi. Rồi em biết được nhà Như là có bán phở. Sau đó em xin số điện thoại. Qua ngày hôm sau á,
Em tìm làm bộ tới ăn phở thì cách mà nói chuyện nhiều hơn. Em ăn phở bao nhiêu lâu? Dạ ăn phở 1 tháng. À, dạ nhưng mà ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Ăn phở 1 tháng mà có mà 1 ngày ăn mấy lần. Dạ ngày nào cũng đúng 8 giờ tối, là mưa hay nắng như thế nào nữa cũng đúng giờ xuất hiện. Ăn phở buổi tối hả? Dạ. 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 Ở nhà cũng mắc không? Dạ không. Như là to 35. 35 ngàn. Trong hẻm em 25 ngàn, em thấy mắc nữa. Thì rồi nhờ tôi phở đó mà hai đứa quen nhau chưa? Dạ hơn 1 tháng á, em thực hiện chiến dịch á. Ừ. Thì là em từ tiến xa hơn. Quyết định là mời Như đi xem phim riêng hai đứa thôi. Dạ thì bữa đó là em tính là xem phim rồi tỏ tình với Như. Dạ đầu tiên là em tính là nắm tay trước. Có nghĩa là lựa chọn đi xem phim để nắm tay. Mà em có cảm giác em hôm đó là anh ấy cố tình dạ có để tỏ tình với cứ mình không? Cứ trong rạp chiếu phim cứ ngồi cái tay cứ đưa qua rồi lại rút về, đưa qua rút về. Cái em biết em cố tình em khoanh tay luôn. À, em để im vậy luôn. Là coi coi như là gần hết bộ phim luôn á, phim cúp cuối kịch tính mà em mới quên. Em bỏ tay xuống. Lúc mà lơ lơ cái em để liền. Không ngày nữa qua. Sao? Dạ mà không phải là nắm mà là để. Để là im, để im thôi. Khoảng đâu 10 giây. Cái như nhìn em hết hồn em quay qua em nói làm gì vậy? Em, cái em run quá anh sợ em lạnh. Không có em quê quá, cái em đứng lên đi về không có tiếng nào hết. Mới nhá cả thôi đúng không? Cái dạ, lần đầu dạ, tiên dạ. Đi xem phim không thành công. Phim đó kinh dị không? Dạ không. Không nắm tay được đúng rồi. Rồi thì khi nào thì mới bắt đầu thực hiện cái dạ. Thứ hai? Thì rút kinh nghiệm lần 1, lần 2 á là em hẹn Như đi chơi. Là vừa đón Như ra khỏi nhà xong đi một đoạn á là em lòn tay sao chụp tay kéo lên nắm luôn. Em nắm một hồi xong rồi mấy nó như nói gì hết. Em mới nói hôm rày chuyện anh chuyện tụi mình như vậy rồi. Vì em là bạn gái anh nha. Như không nói gì hết cái hoài thi còn lại ôm chặt luôn. Rồi. Hay là muốn nói. Dạ. Hay là muốn nói. Rồi rồi quen nhau thì đến bao lâu thì cầu hôn? Dạ em quen nhau 1 năm rưỡi. Ừ. Thì hôm đó là em với Như có một cái tranh cãi nhỏ nhỏ. Ừ. Và Như giận em lắm. Thì buổi tối tụi em đi ăn. Tại vì tụi em có mua cái điêu á. Điêu thì bữa đó là hết hạn rồi. Không ăn là không được mà tiếc nên là đi ăn. Ăn cái gì? Bữa đó ăn gì? Dạ ăn cháo vịt tiết canh. Ờ, cái cớ thôi. Một khi đã không thích nhau thì có mà bao nhiêu tiền cũng dùng đi. Hôm đó thì bình thường hai đứa sẽ ngồi cùng một phía đi ăn thông thường. Để tay ăn tay nắm tay. Mà hôm đó giận cho nên ngồi đối diện. Rồi em chỉ ngồi cắm cúi ăn hết này tới cái kia. Không ngước mặt lên nói chuyện luôn. Anh bên đây cứ ngồi xin lỗi. Thôi anh biết rồi anh xin lỗi. Nhưng mà em không trả lời luôn. Thì đang trong lúc em cấm cuối em ăn thì có một cái bài nhạc hòa tấu mà cả hai đứa đều thích. Bản Khánh Long Indy á. Thì anh Chiếc ảnh đọc thơ, tự làm thơ luôn. Là nghe bài nhạc đó rồi tự phật thành thơ. Đúng rồi, xin thơ. Thơ. Tỷ dụ mà bây giờ giá mà hai bạn nhớ được cái melody của cái bài đó nè. Chồng á làm cái melody bài nhạc đó nè, vợ đọc cái bài thơ. Hoặc ngược lại thì đó là một món quà của chương trình đó. La 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 la. Hoặc là gọi cái bồi lang thang. Gặp tiểu thư đen đem về nuôi. Gặp yêu đen tha thiết. Mà sao em không nói? Mà em cứ gặm xương hoài vậy. Trời ơi. Bài thơ được làm cho quán cháo vịt là đã quá đáng rồi mà bây giờ sao em cứ mãi mê gặm xương vịt. Cái ý của em là đọc thơ để cho Như vui mà là dịu cơn giận. Tại vì nếu em hứng lên hứng là lên cái em tháo cái nhẫn của tay em đeo á, không phải nhẫn thường thôi, lại vừa đọc cái em quỳ xuống cái em đeo nhẫn cho Như luôn. Là đọc thơ xong cái khi sau khi mà cái gặm xương vịt hoài đó, dạ cái em nói làm vợ anh nha. Là miệng Như là vừa gặm xương vịt muốn cười mà mắt thì nước mắt rưng rưng ra trào ra ngoài. Em phải học tập cái chiêu này chắc thì dễ thương chắc lắm. Em phải lo cầu hôn trong quán thịt chó. Thì sau đó tụi em cưới nhau đến tới bây giờ là 7 tháng á. Dạ. Thì trong lúc sau khi cưới nhau thì em thấy cuộc sống hôn nhân cũng vui hạnh phúc. Không có gì gọi là vỡ mộng hết. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của em thôi. Ví dụ như em về muốn vào phòng phải gõ cửa cộc 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 mật khẩu bu bu mới cho vô. Thế là phải nói mật khẩu. Mật khẩu có mật khẩu. Bu bu hả? Có bu 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 bu. Rối cái là nhiều khi mình đi làm về mệt á, em cứ gõ cửa như vậy, mở cửa như vậy, mở cửa mật khẩu
Mày đang mệt em quậu lên. Ừ. Đấy, mở cửa đi. Mở khẩu. Có đúng không? Mới mở cửa. Nhiều khi em biết luôn mà không nói mật khẩu là em không mở luôn. Trời ơi. Dạ. Có khi nào mà nói mật khẩu giờ không mở? Dạ không, cứ bu là tiền chị mà. Đúng rồi. À. Mà ảnh cũng phiền lắm vậy. Là về mới phát hiện ra cái chuyện tắm. Một ngày tắm 2 lần. Mà một lần tắm là 1 tiếng đồng hồ. Mày vẫn làm gì vậy? Dạ thì em... Ta... em cái quy trình của em thì nó em thay đủ em mới ra được. À. Là phải gội đầu, phải gội 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, cà chân, toilet, vuốt tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm là một tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Trong khi em tắm có 15 phút xong. Chị cũng đây 1 tiếng đồng hồ. Chị cũng 15 phút rồi. Thuận tiếng rưỡi hay sao em cứ ô cha hoài. Không, hồi đó cũng tiếng mà sau này tóc hết thì giờ còn 45. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Dạ, ngoài cái mật khẩu thì có cái việc trước khi đi ngủ á, em phải làm 2 việc. Việc gì em? Dạ, thứ nhất là em phải hứa với vợ em mấy điều. À. Dạ, anh hứa là anh sẽ không lừa mày nữa. Anh hứa là anh sẽ không để em đợi lâu nữa. Anh hứa là anh chăm chỉ hơn. Anh hứa là anh yêu em suốt đời. Phải cứ hứa tối gì nữa, 4 lần vậy đó. Phải trả bài đó. Dạ, dạ đúng rồi đó. Tại vì bình thường á, anh này tính rất là nóng. Thường là giận lên là lớn tiếng, la lên. Mà em biết tính, mỗi lần như vậy là em không nói gì hết. Đợi qua ngày hôm sau, rồi em mới nói hôm qua anh xài nha. Cái thế là rồi anh biết rồi. Cái em nói giờ phải hứa, mỗi tối phải hứa. Hứa để mỗi lần mà chuẩn bị nóng lên, nhớ lại lời hứa. Coi như 7 tháng nay ngày nào cũng tối nào cũng bao nhiêu đó. Hứa anh cho bài. Tối nào cho bài hứa. Dạ. Từ em cảm thấy là em có dằn bớt được cái tính nóng đó không? Dạ có, mỗi lần em tính nóng lên nghĩ phải hứa hoài hoài em sợ. Không dám nóng nữa. Đây cũng là một cái cách mà của những người vợ trẻ muốn rằng chồng mình thay đổi theo ý của mình. Mà một cái cách nó cũng rất là tế nhị. Đúng vậy. Mà nó cũng nhẹ nhàng. Ừ. Nhưng mà theo như người chồng thú nhận đó là một hiệu quả vô cùng đúng không? Ừ. Em đừng có bắt vợ em bỏ thói quen này. Các chị cũng phải học em. Trước khi ngủ là phải trả bài. Mà chưa đâu, đó là điều thứ nhất. Còn việc thứ hai là em phải trả lời bao câu hỏi của vợ em. Em hỏi anh Chiết, anh có yêu em không? Trả lời luôn. Rồi, em phải trả lời là có, không có là chết. Trả lời là có đó không? Dạ. Rồi, anh có yêu em nhiều không? Nhiều. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Đó, câu này mới chết. Anh nhiều bao nhiêu? Là mỗi một ngày em phải suy nghĩ một câu trả lời sao cho nó khác hơn ngày hôm qua. Mà cái bao nhiêu nó phải không lớn lắm, không đếm được. Ban đầu thì em còn trả lời xiên xiên. Ở anh yêu em nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, hay là động vật con người trên thế giới gì đó. Nhưng mà dạo này 1-2 tháng nay là đang nằm coi tivi em á. Anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Giống như điểm ảnh trên tivi. Thôi cũng được thì cũng đếm không được. Cái thời có hôm thì nhiều như lông trên người của em. Vậy mai mốt bà cạo lông hết hệ hết điều ạ. Và gần đây nhất luôn là có cái trường hợp này là trả lời là em cứng họng, là em không nói lại được tiếng nào nữa hết. Mà có lợi cho mình nữa. Đấy, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Trả lời chứ nhiều giống như mà tiền ấy, anh em cho anh xài giặt hàng tháng. Đặt rất là giận hờn. Bây giờ mới nói là muốn thương nhiều hơn thì cho nhiều hơn đi. Là suốt 7 tháng nay là mỗi ngày một câu trả lời là sắp hết rồi, sắp bí rồi. Bây giờ lỡ rồi. Cái câu em lấy chốt hạ luôn đi, cái câu là anh yêu em bằng tiền mà em cho anh xài đi, tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mà cái phần đầu thì giữ. Dạ. Nói chung là 2 chọn 1 á, bỏ câu kia đi không cần đâu. Dạ. Phần đầu giữ lại cho chị. Đúng vậy. Chị có cái cảm nhận á, là như vậy nè, khi nói chuyện với tụi em á, thấy rõ ràng là đây là một người vợ mà em có thể tin tưởng. Dạ. Em có thể trao gửi cuộc đời em và những đứa con của em cho cô ấy. Dạ. Ngược lại thì chị thấy rằng chồng của em là một người rất yêu em đó. Yêu lắm á, hơi nóng tính chút thôi. Nhưng mà hiếm có ông chồng nào 7 tháng trời vẫn trả bài hàng đêm như vậy đâu á nghe. Đúng không? Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Cứ theo cái đà này á, hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị.